Thì phát giới thiệu mọi người nhé, hôm nay mình lại làm cho nhà anh Vũ ở quận Cẩm Lệ. Mẫu rèm hạt là bố hạt mưa, rất đẹp cho các bạn. Rất tối. Hôm nay thì nhà anh còn rất nhiều rèm cửa nhưng mà anh chỉ làm có 3 bộ thôi. Mọi người mà có nhu cầu làm rèm cửa bên Thạnh Phát thì điện thoại số điện thoại 0982 2279 nhá. Rèm rất đẹp cho các bạn. Đây là bố hạt mưa nha các bạn, cho các bạn xem. Đây là bố hạt mưa nha. Hạt mưa chạy xuống. Mình vừa bắt xong một bộ đây. Và bên này có một cửa nữa. Đây thì các bạn, cái này ánh sáng nó hơi bị ngược nên là soi rất là chói, quay video rất chói. Rất chói mắt. Rồi, xin chào mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu làm rèm vải hay là rèm tất cả các loại rèm khác, điện thoại cho mình nhé. Số điện thoại của mình là 0908 2 2 7 9, rèm Thịnh Phát Đà Nẵng nhé. Website của mình là rèmthinhphatdanang.com. Showroom của mình ở địa chỉ 68 Mai Đăng Trơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Xin chào mọi người đã theo dõi cái kênh của mình.